chương trình gala giao lưu trước thềm hội đại hội đoàn của đoàn thanh niên huyện Lâm Bình. Đây là một đống củi mà lát nữa là sẽ tổ chức đốt đuốc để giao lưu nhảy múa. Trên hàng ghế đại biểu thì chúng ta có thể nhìn thấy đại biểu của tỉnh, đại biểu của huyện. Các đại biểu đã theo dõi được giao lưu. Giao lưu trước thềm đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lâm Bình. Tiết mục đã kết thúc. Vâng, một tiết mục rất tuyệt vời đến từ các học sinh. Xin một tràng pháo tay thật lớn nữa của quý vị dành cho tất cả các em được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, trở lại với giai điệu của tuổi trẻ, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khi Tổ Quốc Cần, sáng tác Phạm Đăng Khương. Với bài hát này, chúng ta cùng chào đón tiếng hát của Quang Phúc. Xin mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Vâng, và bây giờ là tiếng hát của Quang Phúc. Quang Phúc và MC Văn Quang trong tim khắc ghi dấu chân người xưa khai sáng những bước đi đầy tự tin, những bước đi của tuổi thanh niên là hành trang bay xa trong thời đại mới. Siết chặt tay và hướng tới ngày mai, cùng con bàn tay giúp nhau chia lập nghiệp, ta ước ao một ngày.
cuộc sống này từng ngày mình yên khi tổ quốc cần thanh niên ta tiến lên hãy bay lên và hát vang câu ca vì cuộc sống này giàu đẹp mai sau khi tổ quốc cần thanh niên ta tiến lên. Vâng, bài hát đã kết thúc. Vâng, xin cảm ơn nhà giọng ca của Quang Phúc rất nhiều. Vâng, chúng ta hãy dành cho Quang Phúc một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với Lâm Bình. Lâm Bình không chỉ say lòng bởi cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng, mãn nhãn với những nếp nhà sàn truyền thống, mà còn được chìm đắm trong không gian âm nhạc của đồng bào Tày qua các làn điệu dân ca dân vũ được lưu truyền trong dân gian, được kể bằng câu chuyện âm nhạc hôm nay, trong đó có điệu múa mẹt. Sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Đây là điệu múa mẹt. Trong trang phục này là của trang phục Pa Thèn. Pa Thèn múa mẹt đây. Trong điệu múa mẹt có thể nói điệu múa mẹt được gìn giữ từ thế hệ này
múa mẹt đã kết thúc. Đêm giao lưu rất là vui. Kính thưa toàn thể quý vị, Lâm Bình, miền đất huyền thoại, phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nên thơ đã chinh phục các nhạc sĩ sáng tác các ca khúc về đề tài tình yêu, đôi lứa, là nơi cho các nam thanh, nữ tú gặp nhau, trao nhau gửi lời ước hẹn. Một trong những tác phẩm như thế, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hẹn Hò, sáng tác Phạm Tịnh, biểu diễn Quang Phúc, Hồng Ái. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Vâng, bây giờ là bài hát Hẹn Hò. Đấy, các diễn viên của chúng ta trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại sân khấu với bài hát Hẹn Hò. Mặt trời rực hồng đã cho tiếng nắng, tiếng chim lính hót hát hoang xưa xanh. Mình ăn đứng Thúy Ái. Anh hỏi núi, núi đứng lặng người. Anh hỏi suối, suối ngừng lờ trôi. Anh như con mai trong rừng là cối. Tiếng hát từ tấm lòng của anh. Tiếng sao mai gửi theo gió màn bay về. Nắng trong khe nắng, em chôn dây lung
tiếng.